Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quốc đạo xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến và toàn thể bà con cô bác. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Kính thưa quý vị, nơi đây là đồi Túc Dục. Thì nơi đây là cái chùa của người Cam. Quốc đạo không biết tiếng Cam không quý vị cũng quan hỷ. Thì nơi đây là nghe nói có cái xác của ông sư. Xác của ông sư mà 7-8 năm không phân hủy quý vị. Mặc dù người ta không có dùng một cái chất liệu gì để giữ xác cả, mà xác không phân hủy. Thì mời quý vị cùng xem video nha. Kính thưa quý vị, quốc đạo xin kính chào toàn thể chư quý vị. Chúc quý vị một ngày thật là an lành. Thì hôm nay quốc đạo đã nghe nói ở trong có cái chùa. Có cái chùa đó của người dân tộc đó quý vị, người Campuchia. Thì cái chùa này nó có xác của những cái ông sư mà ông không phân hủy quý vị. Cũng mời quý vị cùng với quốc đạo để xem có cái xác đó nằm ở đâu ha, để mình hỏi người ta coi sao. Mấy vô trọng hỏi thì người ta kêu mấy anh đệ nhỏ dẫn đi nè quý vị. Mấy đệ nhỏ dẫn đi vô. Mấy đệ nhỏ dẫn đi vô mình coi ông sư. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Ông là người dân tộc của quý vị. Sinh năm 1935 và mất năm 2014 quý vị. Thì ông quốc đạo cũng mơ mơ hồ hồ thôi. Thì cái xác này thì chủ quý vị trừ coi 1935 trừ cho 1935 trừ cho 2014 là bao nhiêu năm á. Ông là quý vị. Ông là quý vị. Mấy đệ biết tiếng trong Việt Nam không? Biết à? Ông sư này ông tên gì? Dạ tên Chào Tin. Chào Tin à? Dạ tên Chào Tin. Đây đây ông nói đi. Tôi hỏi mấy đệ người cũng là người Cam của gì? Hỏi đệ là ông này ông tên gì? Cái đệ đó tên gì? Chào Tin. Lúc trước ông lộng kiến ở đây lâu chưa đây? Lộng ở đây lâu chưa? Một năm rồi. Một năm à? Lộng được năm rồi quý vị. Cái chùa này tên gì vậy cơ? Chùa Quán Lâm Lưng. Chùa Cộng Lưng. Lưng à? Rồi nè, cho anh hỏi có cái cọng dây buộc này chắc ta để buộc cái xác áo em. Dạ. Không có cái đây nè. Mà sao mà người ta không chôn mà ta làm kiến ta? Người ta không cho. Người ta không cho, không cho chôn. Không cho đụng tới. Ta làm kiến cho coi. Để nó ta tôn trọng người ta để đừng kiến cho coi. Cái đệ tên gì? Tên Cha Bu. Cha Bu, còn đệ? Cha Xem. Đệ dần cho nó hỏi. Cha Xem à? Cha Xin. Cha Xem. Cha Xem. Hai đệ yên quá. Vậy là cái này là đừng được một năm trời ha. Vậy anh cũng hên, anh cũng vô đây, anh cũng quay được. Chứ anh cũng nghe nói thôi, chứ anh cũng đâu biết đâu. Rồi mở vậy xem vô đây. Rồi cảm ơn hai đệ ha, cảm ơn nhiều. Quay cho kỹ ha. Quý vị giờ thấy cái này nó cọi gan quá gì, người ta cách ớt sắc của người ta rất là hay, cọi gan. Quay xa xa cho thấy rõ chút là cái ta đập là người ta có cái gì trên đây nữa nè, là có người ta có đổ người thông hơn vậy thôi. Ta không có bích kiến luôn, ta có thông hơi kìa. Không hơi kìa. Có cái lỗ kìa. Không có không mau tí. Quay đi. Nhắc cho kính lại ha. Đúng rồi.
cái lỗ người ta có cái lỗ thông hơi như này nè quý vị, lúc nãy nó hở ra, bởi vì chúng ta cũng khó chịu, bây giờ thì ta bít lại quý vị. Y gan là thiệt không quý vị? Tôi quay sát cảnh như vậy xem cái đầu tóc còi ra luôn nha, tóc còi ra nữa. Lâu rồi, lâu rồi, lâu lâu lắm rồi. Cái này làm cái lọng kiến là một năm đúng không, lọng kiến là một năm, còn chết là 7 năm tới giờ đúng không, vậy mà không phân hủy ha. Ủa sao lúc mà chết là không có lọng kiến liền? Dạ, bác đạo xin kính chào toàn thể cho quý vị. Thì ở đây là cái hình của cái xác của ông sư, còn ở đây là cái hình của ông sư đâu quý vị. Cái ông sư là người dân tộc, ông sư là người dân tộc đó quý vị. Thì ông sư này ông tên người dân tộc, ông mất, ông sinh năm 1935 và mất năm 2014. Thì quý vị thử nhân ra nó là bao nhiêu năm, thì rất là cũng rất lâu quý vị. Nhưng mà nghe đây nói là cái xác này là nó được 7-8 năm rồi đó quý vị, nó không phân hủy. Cõi gan ha, bây giờ mới cõi gan là tay nè, tay chân cõi gan ha, là chân nè quý vị, chân nè không phân hủy nha quý vị. Chứ mình là dài ngày là phân hủy không quý vị. Cái xác này là 7 năm rồi đó, không phân hủy á. Đâu vậy ha, chưa nè. Chưa nè. Đây là không hủy. Dạ thì mấy đệ cũng ở đây kéo màn này kia, mấy đệ cũng cho mình mở cửa này kia là cho mình lấy quý vị. Mấy đệ rất là cái vui vẻ quý vị. Mấy đệ là cái đệ tên gì? Em hỏi tên mấy đệ. Tên gì? Đây là Sifa. Còn ai? Sa. Mấy đệ rất là vui vẻ quá vậy. Mấy đệ giúp tôi mở cửa ra rồi đậy lên này kia, giúp cho tôi quay được cái xác của ông sư cho quý vị xem. Xin cảm ơn mấy đệ nha. Nhâm Okun đúng không rồi, đúng. Còn cảm ơn đúng không, Okun là cảm ơn ha. Nhâm Okun trận Nam Mô Di Đà Phật. Ra đâu mấy đệ nói giùm Nam Mô Di Phật tiếng ơi. Rồi, cảm ơn nhiều. Nam Mô Di Đà Phật.